Chào mừng các bạn đến với chương trình Đọc sách cho người khiếm thị, được thực hiện bởi Phương Thơm Voice Channel. Bài 26. Unit 26. Less or more. 1. Từ vựng, ngữ vựng. Vocabulary. 1.1. Từ vựng. Typist. Danh từ, thư ký đánh máy. Mistake. Danh từ, lỗi. Earn. Động từ, kiếm sống, kiếm tiền. Type. Động từ, đánh máy. 1.2. Ngữ vựng. Old age pensioner. Danh từ, người lãnh lương hưu. Steep hill. Danh từ, dốc đồi cao. The top of the hill. Danh từ, đỉnh đồi. Construction company. Danh từ, công ty xây dựng. Walk up. Động từ, đi bộ lên. 2. Văn phạm. Grammar. 2.1. So sánh hơn trạng ngữ. Như ta đã biết, một trạng ngữ được hình thành từ một tính từ cộng với tiếp vị ngữ ly. Do vậy, trong so sánh, hầu hết trạng ngữ được xem là những từ đa âm tiết. Để so sánh trạng ngữ, ta ứng dụng nguyên tắc less hay more giống như phép so sánh đối với tính từ. Ví dụ, he drives more careful than anybody. Anh ta lái xe cẩn thận hơn bất kỳ người nào. They always study less patiently than us. Họ luôn học hành kém kiên nhẫn hơn chúng tôi. Chú ý, như ta cũng đã biết, trong tiếng Anh có một số trạng ngữ bất quy tắc mà khi chuyển đổi tính từ sang trạng từ thường không có tiếp vị ngữ ly và thường được thay đổi luôn cả ký tự hay giữ nguyên. Do vậy, đối với các trạng ngữ này, việc thể hiện tính so sánh cũng sẽ rất riêng biệt như những trường hợp sau. Well, better than. Ví dụ, he can play better than Ronaldo. Badly, worse than. Ví dụ, I type much worse than her. Fast, faster than. Ví dụ, cats run faster than dogs. Hard, harder than. Ví dụ, she always works harder than him. Far, farther, hay further than. Ví dụ, he can swim further than us. 2.2. So sánh hơn kém về lượng đối với danh từ. Để so sánh số lượng nhiều hơn hay ít hơn đối với danh từ, trong tiếng Anh, nguyên tắc less hay more cũng được ứng dụng. Ví dụ, in a city street, there are more cars than in a country road. He has got more friends than me. Yesterday, he got less food than his wife wanted. People always speak more than they need. 3. Trích đoạn minh họa. Illustrative extracts. 3.1. Bạn hãy lặp lại từng câu thật to theo đoạn trích sau về ông bà Kent. Mr. and Mrs. Kent are old age pensioners. They go to the shops every Saturday. They have to walk up a very steep hill between the house and the shops. They both walk slowly. Mr. Kent always has to wait for his wife at the top of the hill because Mrs. Kent walks more slowly than Mr. Kent. 3.2. Bạn hãy lặp lại từng câu thật to theo đoạn trích sau về Dinah và Margaret. Dinah and Margaret work in the same office. They are both good typists because they type carefully. Dinah never makes a mistake, and Margaret rarely makes a mistake. Dinah types more carefully than Margaret. 3.3. Bạn hãy lặp lại từng câu thật to theo đoạn trích sau về Tony và Jim. Tony and Jim work for a construction company. They are very hard workers. They work about 12 hours a day. Tony often works at weekends. He earns more money than Jim because
He works harder than Jim. 4. Bài tập thực hành. Exercises. 4.1. Dựa vào thông tin của 3.1, bạn hãy lặp lại thật to và tự trả lời từng câu hỏi sau. 1. What is Mr. and Mrs. Kent's job? 2. What do they do every Saturday? 3. What do they have to walk up between their houses and the shops? 4. How do they both walk? 5. Where does Mr. Kent always wait for his wife? 6. Why does he have to wait for his wife there? 4.2. Căn cứ vào thông tin của 3.2, bạn hãy lặp lại thật to và tự trả lời những câu hỏi sau. 1. Where do Dinah and Margaret work? 2. What is their job? 3. How do they type? 4. Who never and who rarely makes mistake? 5. Who can type more carefully than the other? 4.3. Căn cứ vào thông tin của 3.3, bạn hãy lặp lại thật to và tự trả lời những câu hỏi sau. 1. What kind of companies do Tony and Jim work for? 2. What kind of workers are they? 3. How many hours a day do they work? 4. Who often works at weekends? 5. Who can earn more money than the other?